Luffy chớp thẻ khôi hòa đỉnh. Nhanh nè Luffy, đinh ngay hòa đỉnh. Muốn khỏe hỏi bà. Muốn mạnh như Vi thì tìm ngay hộp sữa Luffy có hình Vi để uống các bạn nhé. Xấu xa, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Cú đá sấm sét, tuyệt chiêu của Nu. Muốn dọa ai? Đập cái đầu cho tỉnh ra. Sữa của bò thế? Đó đó, đi đựng sữa vào hộp để anh Nu dễ uống. Ở thế giới của mình toàn uống như vậy á. Hả? Lạ ghê ha, bò cũng muốn uống thử. Hả? Trời, cái chuông hút hộp sữa vào rồi. Do sông sữa cũng là sữa của bò nên bị hút vào chăng? Hả? Là sữa lúa mạch lắc cacao. Vi là sữa chua đào táo ép. Cái đuôi có tín hiệu, con chuột sắp thức dậy hay sao đó sếp ơi? Giờ mới chịu thức dậy à? Làm ta tốn bao nhiêu thời gian? Đi thôi. Ủa, sao đau vậy? Thả chuột sớm sếp ra. Sữa bò xịn quá, tụi mình có sức mạnh để giữ được cả đĩa bay luôn. Cứu em! Sếp ơi, cứu em! Ủa? Thằng Nu chơi lén mình kìa! Đuổi theo ta đi, Rambo! Để em đuổi theo! Kệ xác nó! Ta chế tạo con robot khác mấy hồi! Không! Sếp ơi! Đừng có bỏ em! Đúng như mình nghĩ, nội bộ bọn chúng chẳng đoàn kết gì mấy. Đi cắt cái dây kia cho ta. Ok sếp, cho em một nút nhạc. Ngươi trường cái mặt ra chi vậy? Cái thằng mắc lòi, không thấy thằng Nu đang giết ta vô hả? Xê ra, để ta làm việc. Đám bố, có chừng hư mái tóc của ta đó. Biết sao giờ, ai bảo thằng Nu cứ dơ ngươi ra làm chi? Ngươi đã tiêu diệt phá thâm bộ giọng hát của ngươi hả? Ngươi hâm mộ ta, thiệt khôn dở. Rambo, hết 7 nút nhạc luôn rồi đó, còn chờ gì nữa? Em sợ chém trúng fan hâm mộ sếp. Thằng ngốc, nói vậy cũng tin nữa. Trúng thì thôi. Robot không có trái tim thì làm gì biết yêu mến ai, hâm mộ ai. Chơi tới bến cho ta. Đừng có giận ta nha Vicky, có gì tí nữa ta hát tiễn ngươi một đoạn. Không! Rambo, thích hơn là lỡ. Rambo, thích hơn là lỡ. Lỡ lỡ lỡ. Chippy chippy do. Chippy chippy do. Chân Rambo xong rồi. Còn giờ còn sống là còn năng nỉ xe. Năng nỉ làm gì? Người biết gì mà nói. Thôi miên sếp, xin sếp tha mạng cho ngươi. Phải hả? Sao ta không nghĩ ra chứ? Sếp ơi, sếp cho em lấy công chuột mạng
Đừng quên ta là cha đẻ của người, ta miễn nhiễm mấy cái năng lực này. Đuôi chuột nạp năng lượng kích hoạt để bay ư? Em về với ship nè. Bỏ ra. Đếm tới ba cùng giật mạnh nha. Hả? Vi. Hả? Một. Hai. Ba. Không. Yeah. Nu và Vi chấp nhận thử thách. Săn 40 thẻ đổi quà và một thẻ vàng tối thượng. Đổi một siêu đồng hồ định vị thông minh. Săn 50 thẻ đổi quà và một thẻ vàng tối thượng. Đổi một ván trượt cân bằng siêu hạng. Còn chờ gì nữa? Mau nạp Nu Vi giúp thẻ, khui quà định cùng Nu và Vi nhé.